Rồi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe bạn Kim Thư, một giọng hát vừa đoạt giải nhất ở hội quán Trịnh Công Sơn năm 2009. Sẽ hát cho chúng ta nghe bài Du Em Từng Ngón Xuân Nồng của Trịnh Công Sơn. Cảm ơn bạn Kim Thư rất nhiều.